Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 9 gồm có Trước hết là bản tin, tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Suốt bản sách gồm những lời Đức Thánh Cha khích lệ các vận động viên Vatican. Vatican đang xuất bản một cuốn sách mới thu thập các bài nói chuyện nổi bật của Đức Thánh Cha Francisco với các vận động viên của tất cả các môn thể thao và trong đó bao gồm chứng từ của ba vận động viên chuyên nghiệp. Thông cáo báo chí của tòa thánh ngày 29 tháng 8 miêu tả cuốn sách là một bộ sưu tập những bài phát biểu quan trọng nhất đối với các vận động viên của Đức Thánh Cha, bao gồm những nhà vô địch vĩ đại, những người khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ, các trẻ em và người trẻ. Cuốn sách cỡ bỏ túi dài một trăm hai mươi bốn trang là một cẩm nang gợi ý khả năng sống thể thao nhưng cũng chính là cuộc sống theo những chỉ dẫn cụ thể của một huấn luyện viên xuất chúng đó là Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuốn sách có tựa đề "Hãy tham gia cuộc chơi những suy tư về thể thao" được biên tập bởi nhà xuất bản Vatican và Bộ Truyền thông. Sách bao gồm chứng từ của ba vận động viên chuyên nghiệp cầu thủ bóng đá người Ý Francesco Totti cựu vận động viên marathon người Kenya Takla Lorup và tay đua xe công thức 1, người đã trở thành vận động viên Olympic dành cho người khuyết tật, Alex Zanardi. Zanardi bị mất cả hai chân vào năm 2001 sau khi bị tai nạn trong một cuộc đua xe ở Đức. Anh tiếp tục giành được 4 huy chương vàng và hai huy chương bạc ở Paralympics, Olympic dành cho người khuyết tật vào các năm 2012 và 2016. Chứng từ của Giannardi được viết trước khi anh gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trong một cuộc đua xe đạp dành cho các vận động viên Olympic của người khuyết tật ở Toscana vào ngày 19 tháng 6. Anh đang hồi phục trong bệnh viện sau khi trải qua nhiều giờ phẫu thuật thần kinh và hàm mặt và được đưa vào trạng thái hôn mê y khoa. Vào tháng 6, Đức Thanh Cha Francisco đã viết một bức thư cho vận động viên Giannardi cảm ơn anh đã cống hiến cho thế giới một bài học về nhân loại. Ngài nói, câu chuyện của anh là một ví dụ về cách bắt đầu lại sau khi bị dừng đột ngột. Thông qua thể thao, anh đã chứng minh cách sống cuộc sống như những nhân vật chính, biến khuyết tật trở thành một bài học cho con người. Người tị nạn Rohingya đau khổ và sợ hãi trước nạn buôn người Bangladesh, cha Veluswami dòng tên người Ấn Độ, kêu gọi đừng quên hoàn cảnh khó khăn của hơn 850.000 người tị nạn Rohingya. Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra, họ đang phải sống trong tình trạng địa ngục trong 34 trại do cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Quốc tế về Di dân thiết lập ở Cox's Bazar, Bangladesh. Chafelus Fahmy, phụ trách về mục vụ và xã hội cho người tị nạn Rohingya ở Bangladesh, chàng lưu ý rằng, dù thế giới đang quan tâm đến đại dịch, cha cũng muốn nhắc rằng ngày 25 tháng 8 vừa qua là tròn 3 năm cuộc di cư ổ ạt của những người tị nạn từ Myanmar đến Bangladesh bắt đầu vào năm 2017. Theo cha, ở một số quốc gia đa dạng về sắc tộc như Myanmar, trong 14 bang và các khu vực có 135 nhóm sắc tộc. Trường hợp của hơn 1,2 triệu người tị nạn Rohingya chạy sang Bangladesh là nổi bật, và ngày nay họ cũng đang gặp phải những tác động của đại dịch COVID-19. Cha nói, hiện tại Nỗi sợ hãi đang phổ biến trong các gia đình Rohingya và họ rất khó thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình khỏi virus. Theo các nguồn tin địa phương, đã có 79 trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 trong các trại Rohingya tính đến ngày 13 tháng 8. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao vì điều kiện sống trong những trại này thường tồi tàn, không an toàn và đôi khi là ác mộng. Chafelus Fami cho biết, do tuyệt vọng, nhiều thanh niên Rohingya đã nhờ đến những kẻ buôn người để được đưa đến các nước khác như Malaysia. Indonesia để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Báo cáo nói, người Rohingya không có khả năng tự vệ và dễ bị tổn thương. Đối với các kẻ buôn người, hoàn cảnh của họ là một thương vụ béo bở. Theo dữ liệu của Tổ chức Quốc tế về Di dân, khoảng 1.400 người Rohingya đang kẹt ở trên biển và tính đến tháng 6 năm 2020, ít nhất 130 người trong số họ đã chết. Những kẻ buôn người tính phí 2.300 đô la cho mỗi người được đưa đến các bờ biển của Malaysia hoặc Indonesia. Hai điểm đến được yêu thích ở Đông Nam Á, Tổ chức phi chính phủ Fortified Rice ước tính trong 4 năm qua, khoảng 168.000 người Rohingya đã bí mật rời khỏi bang Rakhine của Myanmar và các trại Khos Baza. Các giám mục Ba Lan khẳng định hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Ba Lan trong đại hội thường niên lần thứ 386 kéo dài 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8, tại đền thánh Đức Mẹ ở Jastagora, các giám mục Ba Lan đã khẳng định hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đồng thời, các ngài cũng bảo vệ nhân quyền cơ bản của những người LGBT+. Sau 3 ngày nhóm họp, các giám mục Ba Lan đã đưa ra một số tài liệu quan trọng, trước hết là bản ghi nhớ của Ủy ban Giáo lý Đức Tin được đức gia Stanislav Buczyk, giám mục giáo phận Lublin, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan trình bày hôm 28 tháng 6. Tài liệu có tựa đề, Trước khi tôi sống và muốn bạn sống, muốn trình bày giáo hội như một dấu chỉ và bí tích của hy vọng trong thời gian mang dấu ấn của sự tuyệt vọng của con người, chống lại những đề xuất và lý thuyết giả tôn giáo trái ngược với giáo lý của giáo hội. Trong đại hội, một tài liệu quan trọng khác cũng được trình bày, nó giải thích quan điểm của giáo hội về các phong trào LGBT+, một vấn đề trung tâm của một cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội Ba Lan. LGBT+, là tên viết tắt của các phong trào đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới, cộng thêm các nhóm khác như trung tính, liên giới tính, nghi vấn, vân vân. Tài liệu dài 27 trang và được chia thành 4 chương, bao gồm tình dục của nam và nữ theo quan điểm Kitô tô giáo, các phong trào LGBT+, trong một xã hội dân chủ, những người LGBT+, trong giáo hội công giáo, Giáo hội đối với quan điểm của phong trào LGBT+, liên quan đến giáo dục giới tính của trẻ em và người trẻ. Tài liệu trích dẫn ví dụ của Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng giáo hội sẵn sàng đối thoại với mọi người thiện chí, những người tìm kiếm chân lý, nhưng đồng thời không thể từ bỏ việc trình bày một cách rõ ràng các giáo huấn của mình về lý thuyết về giống và các thực hành trái với tự nhiên và phẩm giá con người. Do đó, trong tài liệu này, các giám mục Ba Lan nhắc lại rằng không thể chấp nhận cùng với những điều khác, việc tái định nghĩa hôn nhân và gia đình cũng như việc bình đẳng hóa sự kết hợp giữa những người đồng tính luyến ái với hôn nhân giữa nam và nữ, đồng thời bảo vệ các quyền cơ bản của con người cho những người LGBT+. Các giám mục Hàn Quốc phản đối hợp pháp hóa phá thai. Seoul sau những tin tức được phổ biến trong những ngày vừa qua liên quan đến các khuyến nghị do Ủy ban Chính sách Bình đẳng giới, cơ quan tư vấn của Bộ Tư pháp đưa ra về việc bãi bỏ các quy định đang có hiệu lực liên quan đến việc chấm dứt thai kỳ, các giám mục Hàn Quốc lên tiếng phản đối và kêu gọi giới chính trị tìm kiếm con đường chung để sự sống được bảo vệ trọn vẹn. Các giám mục cho công bố một tài liệu được chia thành 7 điểm, tái khẳng định nói không với việc hợp pháp hóa phá thai. Theo các giám mục sáng kiến của Ủy ban có mục tiêu duy nhất là nhân danh quyền tự quyết của phụ nữ hợp pháp hóa phá thai trong thời gian hiện luật không cho phép. Tuy nhiên, theo các giám mục, quyền này không thể đi trước quyền được sống bởi vì em bé chưa chào đời và người mẹ là hai cá nhân riêng biệt. Vì thế, việc bãi bỏ hoàn toàn các bản án của các tội liên quan đến phá thai là vi phạm nguyên tắc của hiến pháp trong việc bảo vệ sự sống thai nhi. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, chính tòa hiến pháp đã xác nhận rằng thai nhi là một con người cần phải được bảo vệ sau đó các giám mục đưa ra ví dụ của một số quốc gia nơi việc chấm dứt thai kỳ là hợp pháp ngay cả khi được phép phá thai nó không thể được thực hiện ngoại trừ trong một giới hạn nhất định của thai kỳ và trước đó phải có sự tham khảo ý kiến tuổi thai càng phát triển thì sức khỏe của người mẹ càng nguy hiểm trong trường hợp phải phẫu thuật thay vì hợp pháp hóa phá thai sẽ là tốt đẹp hơn nếu tạo điều kiện thích hợp cho trách nhiệm chung cả nam và nữ giữa nhà nước và xã hội vượt lên trên sự quyết định của một cá nhân duy nhất Hội đồng giám mục cũng phản đối các phương tiện truyền thông đang ủng hộ sáng kiến của ủy ban vì họ muốn thông qua điều bị coi là tội ác trở thành như một quyền. Các giám mục kết luận, giáo hội yêu cầu các luật phức tạp như các trường hợp này không thể được thông qua chỉ theo đa số ủng hộ, nhưng lại bỏ qua các giá trị phổ quát được thiết lập trên nhân phẩm. Giáo hội Áo nói, dạy môn tôn giáo trong trường học là điều cần thiết trong một xã hội dân chủ và đa nguyên. Viên, Nhân dịp các trường học ở Áo khai giảng hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, Đức cha Vinhem giám mục Krauss-Seckau, phụ trách mục vụ giáo dục của Hội đồng giám mục Áo đã cho phát động một chiến dịch có tên Vâng tôi tin và khẳng định rằng dạy môn tôn giáo trong trường học là điều cần thiết nếu chúng ta muốn có một xã hội dân chủ và đa nguyên. Theo tài liệu được phổ biến cho chiến dịch, thì tại Áo có hơn 91% học sinh ở các trường học tham dự các lớp học giáo lý công giáo. Ông Andrea Pin, đứng đầu văn phòng giáo dục và đào tạo Liên Giáo Phận cho biết, môn tôn giáo là nơi giải quyết các vấn đề hiện sinh cũng như công ích và sự gắn kết xã hội. Như vậy, có khoảng 586.000 học sinh tham gia các giờ học giáo lý công giáo. Ngoài ra, có hơn 24.000 học sinh không theo tôn giáo nào tự nguyện tham gia các giờ học môn công giáo. Chiến dịch Vâng, tôi tin, sẽ diễn ra trong suốt tháng 9, bao gồm các màn hình thông tin được cung cấp trong trường học, áp phích quảng cáo ở các khu vực công cộng của thành phố, quảng cáo dưới dạng kỹ thuật số và quảng cáo trên các sản phẩm giới được chọn. Trọng tâm của chiến dịch là những câu hỏi cần được giải đáp. Ví dụ như, ngày nay phép lạ có còn xảy ra không? Tôi có làm cho Chúa hài lòng không? Có niềm hy vọng cho thế giới không? Đức cha viết trong tài liệu được phổ biến cho chiến dịch: Tôn giáo là một phần quan trọng của toàn xã hội cần phải được coi trọng, đặc biệt ngay tại thời điểm này. Trường học là nơi học hỏi để sau này trong cuộc sống các em có thể tự khẳng định mình. Và vì tôn giáo là một phần của cuộc sống, giáo dục tôn giáo thuộc về nhà trường là nền tảng cho đời sống tinh thần và đạo đức. Đức cha viết thêm chúng tôi tin tưởng nội dung và sứ điệp của chúng tôi có giá trị và đóng góp cho sự thành công của xã hội. mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho những người trẻ hướng đến một cuộc sống biết tham gia vào xã hội. tôi tin chắc việc dạy giáo lý công giáo là một việc vừa xa sự truyền đạt kiến thức đơn thuần, giáo dục tôn giáo bao gồm cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải đối diện với cách tiếp cận tâm linh. tôi đến từ đâu Tôi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Cùng quan điểm đó, ông Rea Pin nói, một nền giáo dục tôn giáo là rất cần thiết cho cuộc sống. Dạy giáo lý công giáo mời gọi mọi người hành động trong tình liên đới và hòa bình và chỉ ra những cách ứng phó với tương lai. Đồng thời, môn tôn giáo giúp học sinh tiếp cận với nghệ thuật và văn hóa, góp phần hình thành cuộc sống học đường thông qua các yếu tố lễ hội và cử hành, làm cho mọi người có thể gặp gỡ sự đa dạng về tôn giáo và ý thức hệ. Ở Áo trong các trường công lập, môn tôn giáo là bắt buộc đối với tất cả học sinh thuộc về một giáo hội hoặc cộng đoàn tôn giáo được công nhận là hợp pháp. Người công giáo Chile được mời gọi tham gia cuộc trưng cầu dân ý Chile, công dân tham gia dấn thân vì công lý và hòa bình là tiêu đề của tài liệu do Hội đồng Giám mục Chile cho phổ biến trong những ngày vừa qua nhằm mời gọi người công giáo tham gia cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 tới đây. Theo trang web của các giám mục Chile, tài liệu này nhằm mục đích giúp các cộng đoàn và người dân biết cách lựa chọn hợp pháp khi được giới thiệu. Nhờ đó, mọi người có được những thông tin cần thiết, tự do lương tâm và một niềm xác tín cho quyền công dân. Các giám mục cho rằng Mọi người tham gia cuộc trưng cầu dân ý vì tình yêu quê hương, vì lợi ích của toàn dân, hướng đến sự tiến bộ trong công lý và hòa bình, bình đẳng các cơ hội và trong những điều kiện tốt nhất cho những người và nhóm dễ bị tổn thương nhất, nhưng theo các giám mục, điều này không thể đạt được bằng bạo lực hoặc áp đặt một cách tùy tiện lĩnh vực này trên lĩnh vực khác. Những điều tốt lành mà Chile đã đạt được là nhờ đối thoại, tình bạn và nỗ lực tìm kiếm sự đồng điệu với tinh thần quảng đại Đại dịch COVID-19 với những hậu quả đau thương đã cho mọi người thấy nhu cầu cấp thiết phải mở ra những con đường với sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Do đó, các giám mục mời gọi các tín hữu tham gia tích cực cuộc trưng cầu dân ý để thực hiện một quyền quan trọng như quyền bầu cử. Cuộc trưng cầu dân ý quốc gia tại Chile sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 với câu hỏi liên quan đến việc họ có muốn giữ nguyên hiến pháp hiện hành có hiệu lực từ thời Augusto Pinochet hay không, hay viết một bản hiến pháp mới cho nhà nước đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên được tổ chức ở Chile kể từ năm 1989, năm mà người dân được kêu gọi tham gia các cuộc bỏ phiếu để thực hiện một sự thay đổi lớn đối với hiến pháp. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. đi tu tại sao không Jane Gabor và Trần Đình. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Và chúng ta đang cùng bước sang số 47 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới. Và mong là tuần vừa rồi các bạn đã dành một chút thời gian suy nghĩ một cách nghiêm túc về những ước mơ về những hoài bão thực sự của mình và chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Và trên hành trình ấy thì chúng ta có những ngã đường khác nhau đúng không? Uh -huh. Và mỗi nẻo đường thì có những gian khó, có những niềm vui riêng của nó Và ngày hôm nay mình cùng Đức Thanh Trà nói về một con đường mà chẳng mấy ai đi nhá Ờ đường gì mà không mấy ai đi vậy thầy? Là đi tu đó <laughs> Trời, đúng rồi, ok, ok Có nghĩa là sau khi mà Đức Thanh Trà nói về hôn nhân, gia đình, về công việc Thì ngã sang một con đường mòn, đúng là ít người đi Rồi để xem xem là Đức Thanh Trà sẽ nói gì về con đường này nhá Vậy thì vào ngay số đầu tiên nhá okay. Số 274 nếu khởi đi từ việc xác tín rằng Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi dậy những ơn gọi linh mục và tu sĩ nghĩa là đời sống tu trì đó uh -huh. thì nhân danh Chúa chúng ta có thể thả lưới một lần nữa một cách hoàn toàn tin tưởng à cái thả lưới một lần một cách hoàn toàn tin tưởng này là Đức Thánh Cha đang nói đến cái việc mà Chúa bảo các tông đồ thả lưới bên cạnh mạn thuyền sau một đêm mà các ông không bắt được con cá nào rồi đúng không thầy? đấy bạn trẻ này khá đấy khá khá <laughs> và Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có thể và thậm chí là chúng ta phải chúng ta phải can đảm để mời gọi các bạn trẻ tự hỏi mình xem liệu đây có thể là con đường dành cho họ hay không ừ, nếu mà có hỏi con á, thì chắc con sẽ trả lời là không rồi <cười> <cười> thật ra thì thầy cũng đã trả lời là không á oh thật vậy hả rồi rồi sao mà thầy đi tu thì thế mới nói ý chúa nhiệm màu đấy không ừ. nhưng mà đúng là những cái ngày đó có rất nhiều người thường xuyên hỏi thầy là con có đi tu không ừ. Khi mà nhiều người hỏi như vậy á, thì thực sự khiến thầy phải suy nghĩ về ơn gọi của mình. Á. À. Liệu rằng cái ơn gọi thánh hiến có phải là một nẻo đường hay là một cái đời sống mà Chúa muốn mình đi theo không? À, sao con cảm giác giống như là Chúa gọi đó nhưng mà Chúa nhờ những người xung quanh nói, hỏi giùm đó. <laughs> ừ. Thật ra là nhiều khi còn bị ép nữa. Ví dụ thầy chẳng hạn, <laughs> thì, thì mẹ của thầy đó thường hay nói là. Ồ thôi con ơi, thế cuộc đời này nó trôi qua mau lắm thôi đi tôi, đó phục vụ chúa, cầu nguyện cho người ta, đó, thấy không? nhiều khi mẹ nói nhiều quá đau hết đầu. Thật ra thì thầy cũng hỏi thử nhiều linh mục tu sĩ, thậm chí là giám mục nhá, hồng y nữa, oh. thì phần nhiều trong số ấy thì các ngài đều nói rằng lúc đầu đều trả lời là không á. <laughs> hay ha, hay thật đấy. Ừ, có nghĩa là chúa thả thính rất nhiều người và rất là kiên trì thả thính và nhiều người đã dính thính. <laughs> Quan trọng là kiên trì thả thính đúng không? Nhưng mà thật ra thì còn có nhiều kẻ thấy thính mà không đớp. Nhưng mà sau đó thì lại đớp vòng. Trời ơi. <laughs> Rồi qua số tiếp theo luôn đi kẻo cứ lòng vòng trong cái thính với dính thính thế này thì không biết bao giờ mới hết được cái số lần này. <laughs> đó là số 275. Lúc này hay lúc khác tôi đề xuất điều này, nghĩa là việc đi tu trở thành linh mục tu sĩ đó. Ừ với các bạn trẻ và họ trả lời hơi có vẻ nghịch ngợm và giễu cợt rằng ồ không cái đó không phải dành cho con như là bạn Gen chẳng hạn đúng không? Đúng rồi cái này đúng với trường hợp của con đó <laughs> nhưng mà rồi ít năm sau thì sao? Đức Thánh Cha nói rằng vài người trong số họ lại có mặt tại chủng viện đó thấy không? Oh. Chúa không thể quên lời Ngài hứa ban cho xã hội các mục tử vì nếu không có các mục tử thì xã hội không thể sống và thi hành sứ mạng của mình và kể cả nếu một số linh mục không sống chứng tá thì điều đó không hề có nghĩa rằng Chúa ngừng kêu gọi trái lại Ngài đặt cược gấp đôi vì Ngài không bao giờ ngừng săn sóc xã hội yêu dấu của Ngài đến đây thì ừ. con thấy uh, có hơi suy nghĩ đấy tại vì thực sự là đặc biệt là khi mà con uh, qua Rome nhé là ừ. khi mà mình nghe được nhiều câu chuyện hơn mình cộng tác với các cha các thầy trong đài nè ấy thì mình mới mới cảm thấy là đời sống đi tu nó cũng vui vẻ nó cũng có cái gì đó hay ừ. và con đã nhiều lúc đặt lên bàn cân là để suy nghĩ rồi đấy và ừ. và mình cũng đôi khi cũng tự hỏi chắc là tại vì bây giờ mình không có người yêu đó nên là mình cũng tự hỏi có khi nào có khi nào con đường của mình là con đường hẻo lánh rồi ít người đi không vậy là ít ra thì lúc này bạn trẻ ấy đang đặt <laughs> hai con đường hai cái ngã đường đúng không ừ. để mình lựa chọn để mình phân định cuộc đời của mình ừ một cái điều đó là khi mà con được nghe rất là nhiều câu chuyện truyền giáo ở khắp nơi về ở châu Phi, ở châu Mỹ Latin và thậm chí là ngay cả ở Ý, ở Roma những cái đời sống tu sĩ họ rất là sáng tạo, họ rất là thánh thiện đó. Mình cảm thấy cũng có cái gì đó hứng khởi ở trong lòng để đáp lại một cái gì đấy. Rồi một cái thực tế khác là tại châu Âu á, thì mỗi ngày người ta thấy ít ơn gọi linh mục phải tu sĩ hơn uh -huh. thậm chí có những linh mục phải coi đến 11, 12 giáo xứ những linh mục như thế dâng lễ chúa nhật là đã đuối rồi đúng không uống gì là thời gian dành săn sóc cho các bạn trẻ hay là các lứa tuổi khác yeah. đang thiếu hơn gọi một cách trầm trọng đúng rồi cái này thì con thấy rất là rõ khi mà mình đi lễ nhà thờ rất là trống rồi đặc biệt là ở đức thì con nghe tin tức nó hàng trăm giáo sứ chỉ còn lại rút lại còn vài chục giáo sứ thôi và đó là cái thực trạng của giáo hội tại châu âu nhưng mà con cũng gặp các uh, linh mục rất là thánh thiện và rất là sâu sắc ở cái đời sống đạo á còn ở việt nam của mình á thì con thấy là đang chỗ sinh hoa trái ơn gọi quá trời <laughs> thật ra thì lòng người việt nam mình mình cũng quảng đại để dâng hiến nữa và hơn nữa thì đức tin của người công giáo Việt Nam á thì được thấm nơi máu của các vị tử đạo rồi. Ừ. Rồi còn bao nhiêu thế hệ các nhà truyền giáo đã đến vùng đất của mình để truyền giáo nữa. Ừ, nói đến các nhà truyền giáo thì đây đây cũng là một trong những yếu tố mà ừ. kích thích cái sự hứng khởi của con đó. Tại vì con cảm thấy là bây giờ mình có internet, mình có mạng xã hội, mình biết về cuộc sống ở một đất nước khác, mình có thể học trước về văn hóa, về ngôn ngữ đúng không? Nhưng mà ở cái thời điểm đấy làm sao các nhà truyền giáo có thể đến một cái nơi mà ngôn ngữ chưa biết, văn hóa chưa hay và họ hội nhập và họ ngạo hiểm đúng không? đặt cả cuộc đời của mình vào trong tay chúa đó và con cảm rất là cảm phục cái điều đấy và con tò mò không biết là ở cái thời điểm đầu tiên đấy họ đã làm như thế nào ừ, họ chỉ nghe những cái nhà truyền giáo khác kể lại về việc người ta thiếu đức tin người ta không có người rao giảng á và vì vậy nên rất cần những nhà truyền giáo sẵn sàng lên đường từ bỏ mọi sự và biết đâu là có một số kẻ còn đang lưỡng lự lại nghe ừ. được tiếng chúa hay không lại cất bước lên đường đi ra đúng không <laughs> nhưng mà quả thực á là lòng tin của đức Thánh Cha rất là mạnh ngài nói rằng là Chúa sẽ không ngừng ban cho giáo hội các vị mục tử và những người dám dấn thân sống vì nước trời. Ừ, vì thế mà Đức Thánh Cha nói tiếp trong số 276. Này. Trong việc phân định ơn gọi, các con đừng loại trừ khả năng dâng hiến cho Thiên Chúa trong chức linh mục, trong đời sống tu sĩ hay trong các hình thức thánh hiến khác. Tại sao lại loại trừ khả năng ấy? Các con hãy yên tâm, nếu các con thực sự nhận ra tiếng gọi của Chúa và bước theo tiếng gọi ấy, thì các con sẽ tìm thấy sự sung mãn và thành toàn nơi cuộc sống của mình ừ đi tu tại sao không ừ. thú thật là nghe đức khanh cha thúc giục thì cũng khiến con phải suy nghĩ đấy cho đời tu một cái uh, gọi là cái gì một, một trong những lựa chọn đúng không cũng có thể là tìm đến một nhà dòng nào đó đúng không tìm hiểu một hay hai tuần gì đó nói chung là ấy cho nhau một chút cơ hội chứ. Ừ. <laughs> Tại sao không? Mà nếu mà Chúa đã gọi bằng những tiếng âm thầm trong lòng mình đó, rồi mình can đảm bước theo, dám bỏ hết mọi sự để theo Chúa như các ông đồ ừ. hoặc là như bao thế hệ các thánh những người sống đời sống tu trì trước đây đó, ừ. thì có lẽ mình cũng có cơ may mà không như Đức Thánh Cha bảo là chắc chắn sẽ thấy đời mình sung mãn, ừ. có ý nghĩa và thấy hạnh phúc, phải không? thầy Đấng đang quảng quảng bá ơn gọi đấy các bạn ạ. Thầy Đệm đang quảng bá cũng <laughs> ừ. đang thả thính à, Chỉ là tôi thấy sống vui thế nào thì tôi tường thuật lại thế ấy thôi đúng không? <laughs> Rồi vậy thì mình qua số tiếp theo để nghe Đức tính cha quảng bá về ơn gọi tiếp này. Ok. Số 277. Đức giêsu đang bước đi giữa chúng ta như người đã bước đi ở Galilee, người băng qua các con phố của chúng ta và người lặng lẽ dừng lại, nhìn vào đôi mắt chúng ta. Ngài không vội vàng, tiếng gọi của người đầy hấp lực và thật thú vị. Nhưng ngày nay có một sự thật rằng Sự căng thẳng và nhịp sống vội vàng của một thế giới đầy kích động Có thể khiến chúng ta không còn chỗ cho sự thinh lặng nội tâm Nơi chúng ta có thể cảm nhận ánh nhìn của Đức Giêsu Và nghe thấy tiếng gọi của người trong khi đó, các con có thể nhận được rất nhiều lời đề nghị và nhiều món hàng được đóng gói rất hấp dẫn. Chúng có thể trông rất quyến rũ và đem lại sự phấn khích, nhưng sau đó, chúng chỉ để lại nơi các con cảm giác trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn. Vì thế, đừng để điều này xảy ra với các con, vì dòng xoáy của thế giới này có thể kéo các con vào một cuộc chạy đua vô nghĩa, không có phương hướng, không có mục tiêu rõ ràng. Và thế là, bao nhiêu công sức của các con trở thành lãng phí. Thay vào đó, các con hãy tìm kiếm những không gian tĩnh lặng có thể giúp các con suy tư, cầu nguyện, nhìn ngắm thế giới xung quanh mình một cách rõ hơn. Và lúc đó, cùng với Chúa Giêsu, các con có thể nhận ra ơn gọi của mình trong thế giới này. Nghe ừ. những lời này là con con cảm thấy hơi dịch mình đó thầy. Ủa sao ta? Bởi vì thực sự là con con cũng từng trải qua cái cảm giác sống vội, sống cuồng và chạy theo những cái mục tiêu mà nó rất là đời. Ừ. Có quá nhiều thứ để mình lo lắng, để bận tâm rồi cũng lúc nào mình cũng phải tìm cái gì đó để làm Kiểu mà học xong rồi thì làm cái gì đó Làm xong cái gì đó thì kiếm cái gì đó chơi đúng không? Ở cái tuổi của tụi con á Tụi con thường hay nghĩ là Một người thành công là một người năng động Chứ không phải là một người thinh lặng Dành thời gian với chính mình rồi với Chúa Cho dù là thỉnh thoảng là sau thánh lễ Thì thực sự là có đôi khi con cũng ngồi lại với Chúa một tí Khoảng 1-2 phút ấy và lúc 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 đấy mình tạ ơn Chúa một tuần đã qua rồi xin Chúa cho mình đủ sáng suốt đủ đủ minh mẫn cho một cái tuần tiếp theo rồi những việc mình cần làm rồi cái này cái kia nhưng mình mong ước đó mình cũng thấy mình gần gũi với Chúa đấy nhưng mà cả một tuần đấy mình lại bắt đầu lao và những cái việc đấy mình lại không thực sự lắng mình đâu không đủ sức mạnh để sống tốt hơn mình chỉ là một hai phút sau thánh lễ chủ nhật đó thôi nó không đủ cho mình có nghĩa rằng bạn trẻ này đã bị đớp thính trong vòng 2 phút đúng không nhưng mà cảm thấy là bao nhiêu thính đó thì không đủ cho cả đủ. tuần à, nhưng mà có một cái điều xảy ra đó là hai cái phút đó là mình cảm thấy mình rất gần gũi với chúa và mình cảm thấy mình gần mình nhất đúng không Đúng rồi. chỉ tiếc rằng trong cái vòng xoáy cuộc đời này cả một tuần mình không có đủ can đảm để ngồi lại và không có chủ động uh -huh. không có chủ động để tìm giờ ngồi lại ờ, đúng đúng mình cũng không chủ động đúng và ngồi lại với Chúa để xác định rõ đâu là những cuộc đua vô nghĩa đâu là những việc làm tổn hại cho lòng mình cả việc định hướng đi vào những mục tiêu phía trước nữa đúng không? Con đã từng nhận ra là sau một cái cuộc chơi, một cái dự án, một cái mục tiêu gì đó mà mình đạt được, cho dù là mình có đạt được cái 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 kết quả như mình dự tính đi, mình cũng sao mình cũng cũng cảm thấy có cái gì đó chán nản, mệt mỏi và nó trống rỗng nó chưa đông đầy. Vậy là vấn đề ở chỗ cái mục tiêu ban đầu của mình nó có vấn đề đúng không? Nhưng mà thật ra thì bữa nay bạn trẻ này cũng thơ ca gớm luôn á, giống như kiểu mà rồi cuộc vui tan mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ướt bi Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai Xóa tan màn đêm u tối Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới Bài này là quen lắm đấy Mà nhiều khi là nghe thánh ca và đặc biệt là thánh ca dân hiểm thấy hay hay nha Hay 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 thấy không? À, mà thật ra thì nghe giáo hoàng và người trẻ cũng thấy hay chứ bộ <laughs> Một lần kia thì Đức Thánh Cha cũng nhắc các bạn trẻ về một thứ gọi là bóng ma làm bấn loạn tâm hồn. Uh -huh. Trong sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện trơn gọi vừa rồi á, khi nói về đoạn Tin mừng đề cập đến việc à, Thánh Phêrô muốn bước đi trên biển để đến với Chúa đó, uh -huh. Đức Thánh Cha đã nói rằng những điều thường cản trở hành trình sự thăng tiến, việc chọn lựa con đường mà Thiên Chúa vạch ra cho chúng ta là những bóng ma làm bấn loạn tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta được kêu gọi rời bến bờ an toàn để theo đuổi một bậc sống như là đời sống hôn nhân, linh mục thừa tác hay là đời sống thanh hiến đó, thì phản ứng đầu tiên của chúng ta thường có dáng vẻ bóng ma của sự bất tín. Ví dụ như người ấy sẽ nói rằng ơn gọi này không thể nào mà dành cho con được. Đây có thực sự là con đường đúng hay không? Chúa có thực sự yêu cầu con làm điều này hay không? Và cứ thế những suy nghĩ trong lòng chúng ta ngày càng lớn dần, những biệt minh, những toan tính làm chúng ta nhụt chí, do dự và kiệt sức ngay tại bến khởi hành. Chúng ta nghĩ chắc mình đang sai đường, chắc mình không thể vượt qua được thử thách, hoặc đơn giản chỉ là thoáng thấy một bóng ma cần phải đuổi xua mà thôi. Và Đức Thánh Cha tiếp rằng, Chúa biết rằng một chọn lựa sống căn bản, chẳng hạn như sống đời hôn nhân hay sống đời thánh hiến phục vụ Ngài, đòi hỏi chúng ta phải can đảm. Ngài biết những nghi nan, những ngờ vực, những khó khăn khiến con thuyền tâm hồn chúng ta trọng chành Và vì thế, Ngài chấn áp chúng ta rằng, cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện, nghĩa là Ngài đến gặp và đồng hành với chúng ta, ngay cả khi biển cả trong cơn bão tố. Niềm tin này giải thoát chúng ta khỏi sự mê mệt mà cha gọi là nỗi buồn phiền ngọt ngào. Nghĩa là sự chán nản nội tâm khiến chúng ta bị cản trở không thể cảm nếm vẻ đẹp ơn gọi của mình. Cha, Đức Thánh ừ. Cha rất là sâu sắc nha Vì chính bản thân con Cũng đang có những trồng trành, những do dự này thầy Ai mà chẳng có chút ít do dự Nhất là phải lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình Nhưng mà vấn đề ở đây là đừng để lâu quá Phải can đảm tiến bước không Vì tin rằng Chúa gọi mình Và Chúa chờ mình ở phía trước Cứ thế mà bước đi thôi à, Con thấy yêu rất thân trang quá à. Rất là hiểu tâm lý người trẻ tụi con quá trời luôn Đúng là ơn gọi nào cũng có những khó khăn thách đố đúng không Đi kèm với đó là niềm vui, là tình yêu nhưng mà thầy thấy là tất cả đều được mời gọi sống chứng nhân tình yêu á, hòa và vào đời những thiện trí thiện tâm đó vậy thì tại sao không dành một khả thể cho đời sống tu trì nhỉ? Ừ, tại sao không? <laughs> ừ. vậy thì hãy để đức thánh cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé. và nếu các bạn có những chia sẻ hay những thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang facebook Vatican News tiếng Việt. hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, xin chào và hẹn gặp, gặp lại. lại. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Cho Danilo Finarone và Trung tâm Belem dành cho người nghèo ở Cameroon Có nhiều hình thức trao ban, quan tâm, chăm sóc đã tạo ra những nơi đón tiếp cho những người bị bỏ rơi bị gạt ra bên lề xã hội tìm được nơi cư ngụ và phục hồi cuộc sống. Những người từ lâu vẫn chờ đợi cử chỉ âu yếm của Chúa chạm đến, giải thoát khỏi đau khổ. Đó là những nơi đón tiếp được chúc lành, có khả năng truyền hơi ấm sự hiện diện của Chúa. Trung tâm Belem ở Muoda, một ngôi làng ở cực bắc Cameroon đã đáp ứng được những điều trên. Trung tâm hiện diện trên một lãnh thổ rộng lớn, một nơi được gọi là vùng đỏ do các hoạt động của những kẻ khủng bố Boko Haram. Câu chuyện được bắt đầu vào năm 1990 khi cha Danilo Fenaroli, 30 tuổi, một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, Pime, đến Cameroon. Cha sớm nhận ra tình trạng bị bỏ rơi nghiêm trọng của những người trẻ khuyết tật về thể chất và tâm trí, bị mọi người coi là nạn nhân của một lời nguyền. Ở miền Bắc không có trung tâm nào dành riêng cho họ. Do đó, cha Danilo quyết định tạo ra một cấu trúc theo hình thức gia đình có thể đón tiếp và hỗ trợ họ. Năm 1997, trung tâm Belem ra đời. Nhà truyền giáo nói, Tuy nhiên, tôi không muốn tạo ra một thực tế chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Nó sẽ bị coi là một khu tồi tàn và người dân sẽ giữ khoảng cách. Vì vậy, ngay từ đầu trung tâm đã mở cửa chào đón các trẻ em gặp những khó khăn khác và thúc đẩy các hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên. Các hoạt động có khả năng là nguồn phát triển cho các em. Hiện nay, trung tâm đã được Bộ Xã hội công nhận và là một trong bốn cơ sở trên cả nước được Tổng thống Cameroon nhìn nhận hoạt động công ích. Trung tâm có diện tích 45 hectare, trong đó cũng gồm một trang trại. Trung tâm đón tiếp 75 trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật. Các em được chăm sóc với năng lực và sự tận tâm. Nhờ các hoạt động phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, qua nhiều năm, các em đã cải thiện và khả năng tự lập của các em ngày càng cao. Tại trung tâm còn có 70 em bé mồ côi, mẹ chết trong khi sinh hoặc ngay sau khi sinh. Các em được chăm sóc yêu thương trong 2 năm, sau đó được đưa trở lại gia đình. Ngoài ra, còn có 30 em mồ côi được chào đón vào đại gia đình này. Các em lớn lên bình yên và theo học tại trường tiểu học, một trường hòa nhập của 50 trẻ điếc và khoảng 20 em từ các ngôi làng gần đó. Trung tâm còn có một trường mẫu giáo được các cư dân nhỏ của trung tâm và 80 trẻ em sống ở hai ngôi làng trong khu vực theo học. Hơn nữa, trong 9 tháng của năm học Tại đây có 150 người trẻ được đón tiếp. Các bạn trẻ tham dự các khóa học do cha Danilo khởi xướng. Mộc, hàn, xây dựng, nhuộm, điêu khắc, cắt và may, da, chăn nuôi và nông nghiệp. Các bạn tham gia vào giờ học thực hành vào buổi sáng, còn buổi chiều học lý thuyết về quyền và nghĩa vụ của công dân, kinh tế gia đình, sức khỏe và phòng bệnh, công nghệ thông tin, Nhìn chung, trung tâm Belem là một đại gia đình gồm hơn 300 trẻ em và người trẻ, cùng với 180 nhân viên là giáo viên, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, y tá, nhân viên xã hội. Chúng tôi muốn bảo vệ và chăm sóc các em và giúp chúng xây dựng một tương lai tốt đẹp, cha Danilo nhấn mạnh và nói thêm. Giống như mọi gia đình, chúng tôi không sống cho chính mình nhưng mở ra với người khác, thực tế ngoài trẻ em trong khu vực đang theo học tại hai trường của chúng tôi hằng ngày có những người đến đây để hỗ trợ ở trung tâm phục hồi chức năng và đặt mua đồ đạc và các sản phẩm khác do những người trẻ làm ra những cuộc gặp như thế đã giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thay đổi cái nhìn của người dân về người khuyết tật ngay cả khi cấu trúc của chúng tôi tiếp tục là cơ sở duy nhất ở phía bắc cameroon được thiết kế cho người khuyết tật khi được biết mong muốn bảo đảm một tương lai ổn định cho trung tâm của cha Danilo, Tổng thống Ý và Hiệp hội Quốc tế những người thợ thầm lặng thánh giá đã giúp cha thực hiện các sáng kiến mới bao gồm tiếp tục các hoạt động khoan giếng ở các làng, mở một ngôi nhà dành cho các bà mẹ đơn thân, một trường mẫu giáo, một trung tâm ban ngày cho người tàn tật và một trường tiểu học tiếp nhận trẻ em khuyết tật và khó khăn. Cha Danilo nói, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là đưa ra các sáng kiến và cơ cấu để giúp những người đau khổ và sống bên lề xã hội cảm thấy được yêu thương những điều đến từ tình thương hoạt động như thế này chúng hàn gắn thế giới cải thiện tô điểm thế giới biến nó thành một ngôi nhà trở thành một nơi tươi đẹp cho mọi người sinh sống Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Christus, ngợi khen